xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người nha. Ngày hôm nay mấy chú cháu mình sẽ tổ chức một cái trò chơi. Trò chơi gì không? Đó chính là trò chơi bịt mắt đâm bong bóng. Hả? Hồi nào giờ con nghe bịt mắt con dê mà làm gì có bịt mắt đâm bong bóng. Ở dưới quê mình không có dê con. Không có dê thì mua bao con dê mình bắt. Trời ơi trời. Ê Úp nói là không có dê con á, có dê mẹ không à. À. Không thôi mình mua bộ nữa dê, bộ lòng dê gì mình bắt. Bắt rồi bỏ cái chảo xào ăn không? Lúc nào cũng vậy, nếu mà không nhắc cho ăn là nó chịu không nổi vậy á. Suốt ngày ăn ăn ăn. Giờ nè Úp phổ biến trò chơi tụi con đi Úp. Rồi Úp phổ biến trò chơi cho tụi con nè. Dạ. Dạ. Đây là cái nón. Dạ. Là cái vương miệng. Cái đinh hay cái cọng kẽm không? Đây là cái đinh. Con nhớ của vua nó bằng vàng mà sao nó bằng bạc Úp. Cái này nó nhọn nha. Hả? Cộng với thun này phải cộng với thun lùn quần không Úp? Hả? Cái này hả? Đúng rồi. Cộng với thun này của con á, cái quần của con Úp tháo ra á. Nè đấy, sao con mặc? Cái gì cũng phải có cái đầu tư. Rồi con vàng lấy gì chui lùn vô vậy? Hả? Ủa? Chết tiệt. Trời chớ mày. Hả à, con cũng nói không rồi. Ở sao mày chửi tao? À nè, nói nè, sao mày chửi thầy? Nó chơi vậy thôi, cái cộng này là cái cộng mới. Nó màu trắng, hiểu không? Dạ. Út lấy cây bút lông nè. Sơn cho nó Út không? Út sơn vô. Đội nếu mà trắng hết nhìn thấy nó kỳ, có phản cảm không? Dạ phản cảm. Năm cái luôn. Ê, một cái là mất giống luôn mày. Đó. Trời, đây là cái vương miệng, ở đây có cái đinh. Dạ. Tụi con đội cái này rồi bịt mắt lại, rồi nhảy lên đâm cái bong bóng. Dạ. Nhảy như mấy con khùng không? Nè, chơi có chia đội vô không? Chia đội đi. Thôi đi coi chúng ta giúp ơi. Thôi này làm chia đội nha. Thôi ơi. Hả? Ở đây có người cao nhất với chị Lạnh không? Hay là anh da đen anh với ga là chúng tài đi. Anh da đen là chúng tài. Thì đó là thầy đúng không? Vậy là cho làm chúng tài đi. Thôi. Thôi cho Phong đi. Phong là người cao nhất nè. Bọn thầy Nam không thua nữa, thầy Nam lùn nè. Nè Hiếu nè, mập nè, nhảy có tới đâu. Mở cái tưng cái tưng tưng. Đã kêu sao Nam? Dạ. Con làm trọng tài hay là con chơi? Để cô suy nghĩ. Chơi đi coi. Con lùn. Con nhảy rất là cao cho nên con sẽ chơi. Ok. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Thôi bữa nay tao làm trong tài cho mày ơi. Tại tao cao quá tao đâm lận chục cái mày thấy ớn. Đúng rồi nè. Chiều cao tụi con ngang ngang nhau nè. Nè thấy cao quá tao ơi. Úp nè. Hả? Có chiều cao của Nam lùn thì nhỉnh chút xíu. Chị ke đi với thầy đây. Bữa nay thì ẩm giải vậy nè. Ẩm giải cho người ta đúng không? Ra biết mà. Bây giờ tụi con bắt bộ với nhau đi. Dạ. Cho tự bắt á. Ủa sao bắt tao? Không, anh Thông qua đây. Tao trong tài mà. Ủa không trong tài mà. Quên. Ai đỡ cái bơ này thì ông đi. Nhìn mấy này xứng đôi vừa ló à. Xứng đôi vừa ló là gì? Ở lộn xứng đôi vừa lứa. Ờ. Úp ơi con bố giải thưởng luôn đi cho có động lực chơi. Rồi để cho có động lực chơi. Đội nào chiến thắng ngày hôm nay 500k. Yeah. Trong đó con đã có 200 rồi. Con hỏi chơi 100 thôi. Thầy thắng thì chia cho anh Phòng 2 xị gỗ. Ghê thầy. Em cũng chia cho anh 2 chai gỗ hột chuối. Chuối hột. Đem về ấm gì mày? Uống. Không, tôi thấy đem về để cúng ngon hơn á. Chứ tao phải uống rượu. Rồi, yeah. Một thùng bia con cọp. Cọp là bia gì mày? Hai gương. Rồi tụi con sẵn sàng chưa? Rồi. Rồi. Bây giờ đi thổi bong bóng và căng dây đi tụi con. Dạ. Yeah. Đi thôi. Đi giờ mình sẽ cột bông dây trên chu điện nha mọi người. Để mình cột bong bóng vào cọng dây này nha. Mới bơm được có một bên à, còn bên nãy hơi nhỏ. Ô của mày hơi nhỏ của tao hơi bự. Nặng lắm. Mày bự hơn tao không? Nè, đo đi nè. Non. Của thương thẩm mỹ gì có bên trên nãy. Làm có một bên hết tiền rồi, giờ bốn mình mướn rồi làm lại. Nè, tôi tặng cho cái nè. Thì nào? Yeah. Nè, có tiền nè, bơm thêm cái này rồi, mà cái bự cái nhỏ. Không, anh còn cao quá sao hỏi mấy em vậy tôi? Nếu không tới thì thua. Có bệnh em nhảy tới. Đây là cái máy bơm của con nhớ, máy bơm bong bóng. Nè đi vô. Xe, 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 bơm vào. Xe, xe, chặn lên. Cái gì vậy? Sau một hồi chuẩn bị thì mình đã cũng chuẩn bị xong hiện trường vụ án rồi nha. Ủa, cô đi gây án hay vậy? Tử thi nè, tử thi nè. Trời ơi, tử thi nè. Anh ấy sắp xong rồi. Nó bay sẵn sàng chưa? Rồi. Giờ đội nào trước? Tôi xì đi. Tôi xì đi. Không hết. Rồi, đội nào thua vô trước. Mỗi đội có một người điều khiển và một người thực hiện nha. Ok luôn. Cút ra trên tài thể hiện nè. Và trong tài sẽ vẽ cái vạch xuất phát. Đó, vạch xuất phát ở đây nha các thí sinh. Các thí sinh để coi làm cái gì bu như gà vậy? Đây là cái điểm thằng. Đây là cái chỗ xuất phát. Đó. Dây. Có sao không? Hay mạnh. Đứng dậy. Sao? Lấy độc đi độc. Kết luôn. Ơi, đeo chân miệng vô. Ủa cái miếng như bông đâu ra anh Phong? Đẹp chưa?
Trời ơi, trong cái quần của bà kia em ơi. Hả? Anh chị em hả? Cái miếng giải này, cái miếng giải mới bay mai quần còn dư. À. Đội của Hiếu Mập đâu, vào vị trí. Trời ơi, điều khiển nè. Gì vậy? Cái gì vậy? Thơm dưới này. Rồi, Kha Đen điều khiển nha. Dạ. Xoay 3 vòng. Xoay 3 vòng. 1 vòng. Đúng rồi. 2 vòng. 3 vòng. Rồi đi đây, đi đây. Mỗi đội được 1 phút nha bò sữa. Ok. Đây là đội heo sữa nha mọi người. Đó. Em kêu nó bò sữa thôi chứ thật sự nó đội heo sữa. Nè đi. 1 phút xin được phép chưa để đếm 3 vòng trước đi rồi sẽ bắt đầu. Rồi xe 3 vòng trước đi. 1 vòng. 1 vòng. 2 vòng. 3 vòng. 3 vòng. 1 2 3 bắt đầu. Ê, anh ta đang chán chán anh. Ôi, đi chơi không dạy, té luôn rồi. Cái gì vậy? Ôi, ôi, trời, lùi mặt cho bên kia, lùi mặt cho bên kia. Đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. Ôi, ta đi đâu vậy, ta đi đâu vậy? Đi đây, đi đây. Đụng vào người nha. Đi thẳng. Điều khiển này ngu quá. Ơi, xuống trên đi mất rồi. Tụi người ta cười theo đó. Rồi. Dạ 52 giây rồi. 53. Nhanh lên. 55, 56, 57. Né ra nó gọi thẳng vào. Rồi hết giờ. Rồi hết giờ, hết giờ. 1 phút lẻ 2 giây. Thấy xin hết mặt người 1 cái cho mọi người. Rồi. Tháo ra. Tôi xin thêm mập và đông quá giữ luôn đường trái 1. Tao được hiểu chết luôn, nó làm không được. Có mày á mà chưa. Bên này bên kia có biết quẹo nào. Đúng là không sợ kẻ địch mà anh chị sợ không đợi ngu như con bò. Chỉ bên này thì nó bên đây, bên kia rồi tao tự nhảy thôi mà. Thiệt tình chứ gì 4 mồm nữa đâu. Đợi heo sổ này được 1 con nha mọi người. Ở lộn được 1 trái, lộn. Đồ con vậy, heo. Được 1 quả bông bông. Rồi, tới đợi cha châu lết nè vô. Rồi tới thầy Nam. Thôi, Kha điều khiển Hiếu sao đâm mà có 1 cái, nhưng tôi điều khiển thầy Nam là đâm 10 cái luôn. Giờ tới đội của thầy súng găng nha mọi người. Thầy súng găng đeo vô miệng vô. Ê, Phan. Sao? Đeo vậy thấy mờ mờ nè. Nãy em biết. Ê, nãy em biết hả? Giấu đồ rồi đuôi. Không ai. Dạ sau đây tới đội thầy Lầy nha. Thầy Lầy thực hiện cho tốt nha thầy Lầy. Ê, xe 4 vòng đi. Sao thấy thằng vô không ạ? Thấy có Ubix không ạ? Ngày nào cũng xây đi em chỉ được thầy ơi. Thầy chơi với thầy quen á thầy ơi. Trời ơi lắm. Còn thời gian xe 1 vòng. Quay nhanh thầy ơi. 2 vòng xe lẻ thầy không phạt 2 vòng đó. 3 vòng 1, 2, 3 bắt đầu. Rồi. Rồi đi đi. Quay qua chay tới thẳng luôn. Thầy Nam sao cái miệng đúng miếng không thầy. Phải miếng rồi, phải miếng. Rồi thẳng luôn. Ô đội này khá là nhịp nhàng. Thẳng luôn. Quá hay rồi. Phải luôn đi. Quay luôn. Quá hay. Miếng hay gọi là đẳng cấp rồi. Wow. Phải. Quay luôn. Trời ơi, mất lực chứ mẹ chơi. Đâu thời gian nhiêu rồi? 54 giây rồi Úc ơi. Ông thầy này bị ngáo luôn. Hết giờ. 1 phút. 1 phút đã trôi qua. 1 phút rất là nhanh. Công nhận đội này quá khôn. Thầy nào biết không việc chạy phải trái luôn kêu phải cái gì vậy? Không biết không việc kêu hướng này. Tháo ra. Thôi thầy ơi. Rồi tháo ra cho sáng con mắt ra chứ không thấy đường. Rồi. Thầy bưng giải vậy nè. Ủa, mà chưa mấy vòng không? 3 vòng. Rồi em tới khai nha. Ba vòng. Úc ơi. Sao? Hồi nãy đội này gây lắm. À, chị Kha đi. Đi em đi. Tôi chỉ thầy Nam. Chị thầy Nam bao đánh được cái gì? Còn thầy Nam còn nổ là tôi sẽ kinh giải về cho. Nói giùm cho nó đi, nói vậy cho nó mau. Nghe nó nói chuyện thấy mắc mệt quá hả?
thấy đợi có bò sữa. Rồi ok. Thôi lộn, heo sữa, heo sữa. Khoan, khoan này, ghét đi chơi á. Giờ tôi sẽ bịt mắt cho đổi tôi. Ờ, bịt đi. Không được, cầm giùm cái la bàn đi, để tôi bịt cho trong đại bịt nó mới an toàn được. Cột phải vậy nha, chứ cột như Hiếu Mập phải ăn thua. Đi ba vòng đi. Gắn cái dương miệng vô đi. Rồi, ngồi xuống. Sao cái đội heo sữa này dắt gói quá, xe ba vòng đi. Đây, đi anh em. Một vòng, để lên, để lên. Hai vòng, để lẹ. Ba vòng, bấm giờ. Đi tay vậy nè, tôi thẳng. Y chang một con đó luôn mà kêu quắc quắc. Quay. Té, ngồi sau, nó té lên nha. Đứng lên. Quay à. Ê, không cho đụng vô. Đi ra. Ê, nhảy, lôi. Rồi, ơi. Rồi giờ là cô đợi nó lại nó hẹn nè, đâu hết một vàng không bóng luôn. Hồi nãy thầy mù đường này còn la nó đâu không được hay cái nào. Nào. Rồi. Đúng chưa? Thí sinh sẵn sàng chưa? Rồi. Xe ba vòng đi. Một vòng. Ba vòng. Hai vòng mới hai vòng à? Ăn gian mày. Thêm vòng nữa. Rồi ba vòng. Bấm giờ. Qua bên trái đi. Bên này điều khiển bên trái. Công nhận thí sinh cũng không hơn thầy Nam nãy mà thầy Nam nhảy lại nhảy lên nhảy lên tới lên chút qua bên cha phải dây lại phải tới một bước qua phải một bước rồi nhảy nhảy ngoài luôn. Ê, trong lỗi quá dễ rồi. Anh ta nhảy quá trời luôn mà đâu không chúng không. Ê, không cho lấy tay được nha. Ê, ăn gian nha. Tôi lỗi ông bây giờ. Ê, thầy chỉ hả? 45 giây, 46 giây rồi. Nhảy lên. Rồi. Ông này điều khiển khá là ngu nha. Ông về trước rồi sao? Qua. Lùi ra sao? Mới nã lùi ra. Có giờ đi. Hết giờ. Tỷ số hiện tại là 2-1 nha. Tỷ số của này nghiêng về heo sữa. Thấy heo sữa mặt ú ú vậy á chứ khá là tốt. Chưa. Tuyệt vời. Thôi Nam đúng rồi. Chỉ thì Nam thì Nam không biết đường. Giờ tới thì Nam chỉ tôi cũng bị chan luôn. Nam chỉ tàu bao. Rồi, hoa hậu này hãy đeo cái vòng mão vô đi. Mà kiếm cái gì đằng sau vậy? Rồi, để tạo sự công bằng về trọng tài sẽ điều khiển nha. Thôi lộ tôi nha. Rồi, không đứng xe ba vòng đi tôi điều khiển cho. Một, hai, ba, bắt đầu, đi, tới, tới, mày yên đây, đi tới, đứng dậy nè, chạy, để đi, chạy, tới, cô phải, mày im đi, tới, thắng, qua bên phải, một bước, rồi nhảy lên, mạnh, nhảy luôn, qua phải, nhảy, qua chạy, nhảy lên, qua trái lại chút. Rồi, xin tới chút. Qua trái. Còn 4 giây, 5 giây. 4 giây, 5 giây. Rồi, hết giờ. Rồi. Chúng xem này được nhiêu trái của mình lại. Để bật camera lại coi. Không tại quá, tuyệt vời. Thôi, 2 xì gửi cho mày. Các bạn ơi,
mình vô con món nước, có món tôm đây nè, mình cho anh ăn nha. Cái này rất độc cái hen. Ở đầu hen 3 tấn xì bông cũng hết nữa. Thơm. Tuyệt vời. Chúng ta điều khiển giùm tôi nha, chiếc xì kia. Điều khiển không có được gì hết á. Thầy cứ yên tâm, chia tôi phần nữa là được. Rồi, nằm xuống quay đi. Thôi ngồi ngồi. Một vòng. Lẹ đi thầy. Hai vòng, ba vòng, bắt đầu. Tới thầy, tới thầy. Qua bên phải, qua phải, qua phải, qua phải, qua phải đại đi. Phải. Phải. Đi đây mày. Ve lại sau lưng. Ve, ve đại đi. Ve, ve. Tới qua qua bên phải, phải, phải luôn. Chậm quá. Thầy quay qua bên phải chút rồi. Quay qua bên phải. Tại thầy đi học không biết phương hướng luôn. Thầy qua bên phải. Mày đâu? Sau lưng thầy á. Thắng không? Đứng yên. Nhảy, nhảy, nhảy lên. Nhảy, nhảy. Nhảy lên. Nhảy. Cái này nhỏ bỏ đi. Qua bên phải, qua bên trái, trái. Rồi nhảy lên. Rồi nhảy lên. Còn gì nữa đâu mà khóc với trời. Nguyên bay chơi vậy hả? Bay chơi kỳ quá, thầy muốn khóc luôn kìa. Nói vậy thôi, tôi có đeo bóng nước tắm như thầy nè. Chạy cái bóng thối hơn nữa nè thầy, thẻ lại đi. Thẻ lại đi. Tụi bay chơi kêu đó, móc nghĩ chơi đây. Mình đã cho anh thầy Nam thành công xong rồi nha mọi người. Nếu mọi người thích những clip cho anh thầy Nam như thế này thì mọi người hãy nhớ like mạnh mạnh nha, nhớ chia sẻ thật là mạnh nha. Qua thầy Nam nhớ ăn mỹ giúp mấy anh em mình nha, giúp mấy anh em mình thua đó. Chuyện này thầy Nam nhìn mấy mẹ hen chút nè. 2 triệu. Ủa mẹ nó quýnh thầy Nam, à, lộn mẹ nó quýnh đúng hả? Không chửi. Nam ơi, đi về Út nè. Thôi giờ mình về mình ăn mỹ, quê thấy nó về tội nghiệp quá. Đúng rồi, thì mọi người có xem video này thì hãy bình luận ở phía bên dưới năn nỉ thầy Nam phụ mấy chú cháu mình nha. Ê nãy cho chị Ke nè, có thầy Nam đổi ý kiến. Thôi là chị Ke mất 7 nha. Đang chơi vui đừng không cái tụi con rinh cái bong bóng à, mắm tôm vô. Út vậy Út rồi, nó nghỉ đi. Có nước thầy Nam nhảy ra biển mới thơm nổi á. Thầy mà nhảy một cái hen, ba cái chết hết luôn. Nói gì đó, tôi nghe thầy Nam mới chính phòng, họ mới chăm về lo năn nỉ nè. Cho thầy Nam mà thầy Nam khóc luôn nha mọi người, thầy Nam đi về luôn rồi. Thầy Nam bỏ lại mấy chú cháu mình bơi dơ dưới đồng. Nhưng mà mấy người cũng vừa, tại bữa cho anh tôi mà. Ráng nói đi, vậy bữa cho anh tôi tiếp nè. Tôi không tin nữa đâu. Vậy bữa có thiệt cái Oh my god. Bữa nay mọi người thấy mấy chú cháu mình cho anh hơi quá đáng thì mọi người cũng bỏ qua cho mấy chú cháu mình nha. Phan thì Nam với năng nảy giúp phụ nha. Tại vì cái clip mình nó cho anh thì Nam chứ mình không có cho anh đâu. Chứ ai cho anh mày? Út cho anh. Ê. Rồi bây giờ không đỡ thừa ai hết trơn á. Dạ.
Giờ Nam chú cháu mình về xin lỗi thầy Nam nè. Dạ. Để chưa, tụi con bàn đi đồ cho anh thầy Nam Út kêu đi sinh tồn là giờ mấy chú cháu mình có cá nướng ăn rồi. Phong bao mà, đúng là phong con bao mà. Rồi. Ai, chèo rồi, mấy chú cháu mình về hả tụi con? Dạ. Rồi, cái video ngày hôm nay của mấy chú cháu mình xin kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo của mấy chú cháu mình. Bye bye. Bye bye. Thôi về năn nỉ nè Út ơi. Thấy chưa Hiếu mập? Thế rồi, con đâu có mất lé đâu. Đó. Cái đầu giờ thu quắc luôn. Từ hồi nãy giờ đó, mấy bịch rồi xà bông đó, mà còn không có thúi. Thôi con đi trước nha, Út ơi, Út quên nói chuyện. Quánh nó bay giờ chứ nói chuyện. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thổi chứ vậy? Thấy thơm là mấy bịch xà bông thơm rồi mà gọi ít men mà không thơm hả? Thôi, nó còn thôi trong da đầu á. Nó gọi mấy bịch luôn đó. Tóc nó dày nữa, nó thúi chứ lắm. Đừng buồn Út ngang Nam. Giận đi bộ về luôn, chạy theo năng nỉ gần chết. Sữa tắm. Rồi hết hai bịch xà bông ram mút men. Mẹ tắm phụ nó mới hết hôi chứ mà giờ đấy thầy Nam hết cái bụng. 2-3 ngày nữa đi ngang người ta vẫn còn thu quắc luôn. Rồi xong rồi đó. Vô chưa? Có sao không bị con người con nó kìa.